Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của những người dân, đặc biệt là những người lao động bị mất việc, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội luôn là nỗi trăn trở của các sở ngành nói riêng và toàn xã hội nói chung. Và ngay từ khi có đại dịch Covid-19 thì đã có rất nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa để chia sẻ những giá trị về vật chất và tinh thần đến với những người khó khăn ấy. Ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2020, sau đợt cách ly xã hội vì đại dịch Covid-19 trở nên thật đặc biệt với nhiều người. Bởi trong niềm vui khi đại dịch bước đầu được đẩy lùi, tình hình kinh tế của thành phố, mỗi hộ gia đình và cá nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Không khí trở nên thật phấn khởi bởi sự cho đi nhận lại. 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng đã được sắp đầy sảnh trung tâm hành chính quận Sơn Trà, nơi mà từ sớm, nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận đã khấp khởi đến từ sớm trước cả giờ hẹn để nhận quà. Tâm Hạnh Nguyện đã phối hợp với Hội Bảo trợ Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi để có được 110 suất quà đến với bà con nghèo, bất hạnh, khó khăn và những bà con bị khuyết tật. Được 110 suất quà này thì được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để đến kịp thời với bà con. Những món quà trao tận tay không chỉ giúp những người khuyết tật giải quyết được phần nào khó khăn trước mắt, mà còn là sự hỗ trợ kịp thời giúp họ có những ngày nghỉ lễ ấm cúng hơn. Họ rất vui mừng khi nhận được những suất quà mà chính tay là và những đoàn thiện nguyện và cơ quan chính quyền quan tâm. Cứ như thế, dù vẫn còn bộn bề những nỗi lo hòa nhập cộng đồng và ảnh hưởng kinh tế gia đình từ đại dịch Covid-19, từng suất quà vẫn theo những chiếc xe lăn, xe ba bánh trở về nhà trong niềm vui tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa. Thưa quý vị, không chỉ dành tặng những suất quà ý nghĩa kịp thời đến với những người khó khăn tại các địa phương, mà những thành viên của câu lạc bộ Tâm Hạnh Nguyện còn có một chuyến hành trình rất đặc biệt, đó chính là về thăm những người khuyết tật tại cơ sở May thuộc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Em Mồ Côi thành phố Đà Nẵng trong thời gian diễn ra cách ly toàn xã hội. Nhiệt tình và nhanh chóng, những bao tải, thùng hàng chứa gạo và nhu yếu phẩm được các thành viên của câu lạc bộ từ thiện Tâm Hạnh Nguyện vận chuyển và tập kết tại cơ sở may người khuyết tật thuộc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Em Mồ Côi thành phố Đà Nẵng. 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng dành tặng bếp ăn tại cơ sở may đang phục vụ cho hơn 20 thợ may là thành viên trực thuộc hội. Chúng tôi rất là mừng vì các cái nhóm Tâm Hạnh Nguyện đã đến đây giúp đỡ cho các cháu vượt qua cái khó khăn này. Trong những ngày bình thường các cháu đã khó khăn rồi, bây giờ dịch này các cháu cũng bị trở ngại nhiều thứ. Nói chung về sản phẩm các cháu bán ra cũng chưa được chạy, cho nên rất là khó khăn. Chúng tôi rất là cảm ơn nhóm Tâm Hạnh Nguyện đã đến đây để giúp đỡ, để hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất cho các cháu. Những món quà đến kịp thời ngay trong ngày vì người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 2020 không chỉ có giá trị thiết thực về mặt vật chất, giúp người khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng vượt qua những khó khăn về kinh tế trước mắt, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, còn là nguồn cổ vũ, khích lệ, thể hiện sự đồng hành của các cá nhân, tổ chức, đơn vị từ thiện trong quá trình phấn đấu vươn lên, hoàn thiện mình, nâng cao giá trị cuộc sống của người khuyết tật. Với phương châm không ai bị bỏ lại ở phía sau, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội, các thành viên trong câu lạc bộ Tâm Hạnh Nguyện đã sao sát và đồng hành với Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Em Mồ Côi thành phố Đà Nẵng trong nhiều hoạt động suốt nhiều năm qua. Tâm Hạnh Nguyện mới đến với hội chúng tôi trên dưới gần chục năm, nhưng đã có nhiều đóng góp hết sức là có ý nghĩa. Hội đã cùng với chúng tôi có chương trình hỗ trợ cho những người khuyết tật, cho các cháu ở miền núi và nhiều địa phương khác. Nhờ sự giúp đỡ đó,
cho nên là cuộc sống về vật chất của người khuyết tật đã được cải thiện, cuộc sống tinh thần của người khuyết tật được động viên. Vì vậy, chúng tôi đánh giá rất cao cái đóng góp và nghĩa tình của tổ chức Tâm Hành Nguyện đối với chúng tôi. Dù gặp không ít khó khăn, câu lạc bộ Tâm Hành Nguyện đã động viên nhau, cùng lấy những nụ cười nở trên môi của những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh để tiếp tục duy trì hoạt động. Về tình hình chung thì bà con cũng ảnh hưởng về kinh tế, nên là cái sự vận động của chúng tôi cũng có một cái nguồn hạn chế nhất định. Thực lòng là chúng tôi rất mong muốn rất là nhiều hơn nữa, nhưng với tình hình hiện nay thì với nguồn kinh phí như vậy thì chúng tôi cũng một phần nào chưa đáp ứng đầy đủ, nhưng mà một phần nào cũng có thể làm ấm lòng với những bà con nghèo. Tinh thần đó đã lan tỏa đến từng thành viên trong câu lạc bộ, từ những người đã tham gia lâu năm đến những bạn trẻ mới bắt đầu công việc thiện nguyện tại câu lạc bộ. Mình tham gia câu lạc bộ Tâm Hành Nguyện cũng được 4 năm rồi. Thì mình vốn là dân kinh doanh, thì trong mùa dịch năm nay thì thực ra là những người như kinh doanh như mình cũng bị thiệt hại khá nặng. Nhưng mà với tinh thần lá lành đùm lá rách thì mình cũng cố gắng góp công góp sức để cùng với câu lạc bộ Tâm Hành Nguyện chia sẻ một chút khó khăn với bà con. Dù đã thân quen ở những lần hỗ trợ trước hay là lần đầu, tình cảm của kẻ cho đi và người nhận lại trong cuộc gặp mặt chóng vánh trong mùa dịch lại trở nên thân thương hơn bao giờ. Tôi rất là vui khi các câu lạc bộ hỗ trợ cho anh em khuyết tật của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi đã vận động kêu gọi các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi có một cái nguồn quỹ nhất định của câu lạc bộ đã hoạt động để gây quỹ từ thiện, như là đêm nhạc, tổ chức tiệc buffet, tổ chức phiên chợ quê bán thực phẩm để gây quỹ từ thiện. Và từ các hoạt động đó, chúng tôi có những cái khoản kinh phí nhất định để chia sẻ với bà con nghèo. Thưa quý vị, những chai dầu ăn, những hạt gạo nghĩa tình, những món quà nhỏ bé nhưng mà đã chứa đựng rất nhiều chân tình và đã đến kịp thời với những người vốn dĩ đã khó khăn, bất hạnh trong xã hội. Và đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 thì nỗi khó khăn vất vả ấy lại nhân lên rất nhiều lần. Và yêu thương lan tỏa ấy không chỉ thể hiện bằng sự đồng thuận, quyết tâm của những thành viên trong câu lạc bộ Tâm Hành Nguyện, mà còn là sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Và đó cũng chính là văn hóa và tình người của người Đà Nẵng. Và chương trình Chuyện Đông Phố kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.